Thiên Trang xin chào các bạn. Như các bạn đã biết, các nghiên cứu khoa học về giải phẫu, tình dục, sức khỏe sinh sản và giới tính đã cho thấy rối loạn cương dương hoàn toàn là bệnh lý y học và có thể điều trị được bằng các liệu pháp khoa học. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Trang tìm hiểu về vấn đề này nhé! Nhưng trước khi đi vào video ngày hôm nay, Trang cũng muốn chia sẻ cho mọi người một cách điều trị chứng rối loạn cương dương tại nhà, vừa hiệu quả lại vừa an toàn. Đó chính là việc sử dụng sản phẩm có thành phẩm từ thảo dược tự nhiên Nhất Nam Dương. Đây là một sản phẩm hỗ trợ rất tốt cho việc điều trị rối loạn cương dương ở nam giới đó mọi người. Với thành phần từ thảo dược tự nhiên như là dầm dương hoắc, bạch tật lê, lộc nhung, ngài tầm đực, nhục thung dung, đây đều là những thảo dược được sử dụng trong việc cải thiện tình trạng sinh lý ở nam giới. Sản phẩm Nhất Nam Dương không chỉ hỗ trợ tốt cải thiện tình trạng rối loạn cương dương, tăng cường sinh lý phái mạnh mà còn đảm bảo nguồn gốc 100% tự nhiên để ngăn ngừa các biến chứng và tác dụng phụ. Chính vì vậy, Nhất Nam Dương là giải pháp hiệu quả và an toàn giúp quý ông cải thiện tình trạng rối loạn cương dương. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đi vào nội dung video ngày hôm nay nhé! Rối loạn cương dương là nỗi ám ảnh của mọi nam giới, đặc biệt là từ lứa tuổi 45. Khi mắc phải rối loạn cương dương, người bệnh sẽ gặp phải các biểu hiện như là cương chậm, cương khó và độ cứng dương vật giảm, gây khó khăn cho việc sinh hoạt. Khi bị rối loạn cương dương, nam giới thường tự mình tìm liệu pháp điều trị thông qua bạn bè, quảng cáo mà ít khi nghiên cứu đến nguyên nhân hoặc là tìm hiểu cơ thể mình để có thể điều trị một cách khoa học, dẫn đến nhiều tình huống tiền mất, tật mang hoặc mất niềm tin vào y học. Vậy sự cương cứng là gì mà khiến cho bao chàng phải âu sầu khi không có được nó? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua nguyên lý của sự cương cứng. Sự cương cứng tự nhiên sẽ bao gồm các yếu tố cần và đủ. Đầu tiên là cần có những kích thích tình dục từ não bộ và cả sự phối hợp của các hormone sinh dục. Sau đó các tín hiệu kích thích từ não phải được truyền tới dương vật. Và hệ tuần hoàn và các cơ trơn phải đảm bảo bơm máu được vào các thể hang. Các yếu tố trên phải được duy trì để có thể cương cứng trong một khoảng thời gian nhất định. Để điều trị rối loạn cương dương, các anh hãy yên tâm rằng khoa học đã cho ra đời một phương pháp điều trị bằng thảo dược rất hiệu quả nhé. Hiện nay có rất nhiều thảo dược thiên nhiên có tác dụng tăng cường chức năng sinh lý. Tuy nhiên để đảm bảo điều trị triệt để thì cần có sự kết hợp nhiều thảo dược vì mỗi loại chỉ đảm bảo một yếu tố nhất định. Để tăng cường ham muốn tình dục, các thảo dược này thường có tác dụng tăng cường hormone hoặc là tăng cường sự hoạt động của não, bao gồm đồng trùng hạ thảo, bá bệnh, bạch quả. Hỗ trợ hệ tuần hoàn sẽ bao gồm bạch quả và bạch tật lê, nhằm giúp duy trì sự cương cứng gồm có bạch tật lê và L-arginine. Tăng cường các tín hiệu kích thích trên cơ thể gồm có L-arginine và bạch quả. Và tất cả những điều này đều có trong sản phẩm Nhất Nam Dương. Nhất Nam Dương với thành phần từ các thảo dược tự nhiên như là dầm dương hoắc, bạch tật lê, đông trùng hạ thảo, nhục thung dung. Đây đều là những thảo dược được sử dụng trong việc cải thiện tình trạng sinh lý ở nam giới. Sản phẩm Nhất Nam Dương không chỉ hỗ trợ tốt cho sức khỏe sinh lý nam giới, tăng cường sinh lý phái mạnh, mà còn đảm bảo nguồn gốc 100% tự nhiên để ngăn ngừa các biến chứng và tác dụng phụ. Chính vì vậy, Nhất Nam Dương là giải pháp hiệu quả và an toàn của những quý ông đang gặp phải tình trạng rối loạn cương dương. Rõ ràng là các anh đã không cần phải băn khoăn gì nhiều về câu hỏi làm sao để chữa được rối loạn cương dương nữa rồi nhỉ. Mong rằng với những chia sẻ của Trang ngày hôm nay sẽ giúp ích được cho các anh và các bạn trong việc điều trị và cải thiện tình trạng rối loạn cương dương của mình. Nếu còn có thắc mắc hay còn câu hỏi gì cần được giải đáp, hãy để lại comment hoặc nhắn tin trực tiếp cho Trang. Trang sẽ giải đáp những thắc mắc đó của các bạn trong những video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.